Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu một số hệ thức về cạnh và đường cao trong cây mắc vuông, thể hiện mối liên hệ giữa đường cao, các cạnh góc vuông và hình chiếu của hai cạnh góc vuông trên cạnh huyền. Trong buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ sang một phần mới, đó là tỉ số lượng giác của góc nhọn. Trong một tam giác vuông, nếu biết tỉ số độ dày hai cạnh của góc thì liệu chúng ta có tính được độ lớn các góc nhọn đó hay không? Thì chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi đó vào cuối buổi ngày hôm nay. Trước tiên chúng ta cùng vào phần 1 nhỏ, đó là khái niệm tỉ số lượng giác của mỗi góc nhọn. Chúng ta xét tam giác ABC vuông tại điểm A. Xét góc B sẽ là một góc nhọn, khi đó cạnh AB sẽ được gọi là cạnh kề và cạnh AC được gọi là cạnh đối của góc B. Chúng ta nhớ đến các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông. Hai tam giác vuông thì sẽ có hai trường hợp đồng dạng. Trường hợp thứ nhất đó là chúng có cùng số đo của một góc nhọn. Trường hợp thứ hai, các tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của một góc nhọn trong tam giác đó là như nhau. Như vậy, tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của một góc nhọn trong tam giác sẽ đặc trưng cho độ lớn của góc nhọn đó. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau vào hỏi chấm 1. Xét tam giác ABC vuông tại điểm A, trong đó góc B là bằng alpha. Yêu cầu chứng minh ý A, góc alpha bằng 45 độ khi và chỉ khi AC trên AB bằng 1. Ý B, khi góc alpha bằng 60 độ thì AC trên AB sẽ bằng căn bậc 2 của 3. Trước tiên chúng ta cùng vào ý A, đó là cho góc alpha bằng 45 độ. Chúng ta sẽ chứng minh tương đương với AB, AC trên AB là bằng 1. Tỉ số độ dày hai cạnh góc vuông sẽ là bằng 1. Trong đó góc B là bằng alpha. Chúng ta biết rằng tổng ba góc trong một tam giác là bằng 180 độ. Vậy nếu chúng ta biết được số đo góc A, biết được số đo góc B, vậy thì chúng ta dễ dàng tính ra được số đo góc C. Xét tam giác ABC, chúng ta sẽ có góc A cộng góc B cộng góc C là bằng 180 độ. Đến đây chúng ta sẽ cùng nhau đi thay số. Góc A là bằng 90 độ vì theo giả thiết tam giác BAC là tam giác vuông tại điểm A. Góc B là bằng 45 độ và bằng góc alpha. Góc C chúng ta chưa biết. 90 độ cộng với 45 độ thì chính là bằng 135 độ. Từ đây chúng ta rút ra góc C chính là bằng 180 độ trừ đi 135 độ và bằng 45 độ. Chúng ta nhận thấy góc B bằng góc C vì cùng bằng 45 độ. Điều này chứng tỏ tam giác ABC của chúng ta là tam giác vuông cân tại A. Vì góc B bằng góc C cùng bằng 45 độ nên tam giác ABC là tam giác vuông cân tại A. Vuông cân tại A. Từ đây chúng ta sẽ suy ra hai cạnh góc vuông sẽ bằng nhau, tức là AB bằng với AC. Khi AB bằng với AC thì chúng ta sẽ rút ra được đó là tỉ số AC trên AB chính là bằng 1. Chúng ta có điều phải chứng minh. Tiếp theo đó là ý B. Ý B, khi góc alpha bằng 60 độ, yêu cầu chứng minh AC trên AB bằng căn bậc 2 của 3. AC trên AB bằng căn bậc 2 của 3. Ở bài này cô sẽ dùng tính chất đường trung tuyến của một tam giác. Tính chất đặc biệt của đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông như sau. Chúng ta sẽ gọi M là trung điểm của cạnh huyền BC. M nối AM với nhau. Chúng ta sẽ biểu diễn độ dài cạnh AB và độ dài cạnh AC qua BC như sau. Gọi M là trung điểm của BC. Gọi M là trung điểm BC. Khi M là trung điểm BC, vậy thì chúng ta sẽ rút ra đó là MB sẽ bằng 1/2 BC. MB bằng 1/2 BC. Chúng ta nhớ đến tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông.
Đối với một tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền sẽ bằng 1/2 độ dài cạnh huyền. Do đó chúng ta sẽ có AM bằng 1/2 cạnh huyền BC. Tam giác ABC vuông tại A. Vuông tại A có đường trung tuyến AM. Có đường trung tuyến AM. Ứng với cạnh huyền BC. Ứng với cạnh huyền BC. Từ đây chúng ta sẽ rút ra đó là AM bằng 1/2 BC. Cô đánh dấu đây là 1 và đây là 2. Từ 1 và 2 dùng tính chất bắc cầu, chúng ta sẽ suy ra đó là MB bằng với AM. Từ 1 và 2 chúng ta rút ra đó là MB bằng với AM. Chúng ta nhìn thấy tam giác AMB. Tam giác này có MB bằng với AM, lại có số đo của góc B bằng 60 độ. Điều này chứng tỏ tam giác AMB của chúng ta là tam giác đều. Xét tam giác AMB có AM bằng MB, chúng ta đã chứng minh trên. Chứng minh trên. Thứ hai đó là góc B hay chính là bằng góc alpha và bằng 60 độ. Đây là giả thiết cho. Từ hai điều này chúng ta sẽ rút ra tam giác AMB là tam giác đều. Là tam giác đều. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau. Như vậy AB của chúng ta sẽ bằng BM. AB bằng với BM. Mà theo trên chúng ta biết rằng là BM chính là bằng 1/2 BC. 1/2 BC. Như vậy chúng ta quan tâm đó là AB bằng 1/2 BC. Khi tam giác ABC của chúng ta là một tam giác vuông tại điểm A, chúng ta nhớ đến một định lý quan trọng hay được dùng đến, đó là định lý Pythagore. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tính AC. Áp dụng định lý Pythagore. Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông ABC. Vuông tại A. Vuông tại A chúng ta sẽ có đó là BC bình phương, tức là cạnh huyền bình phương, chính là bằng AB bình phương cộng với AC bình phương. BC bình phương chúng ta giữ nguyên. Theo trên thì AB bằng 1/2 BC, do đó ở đây cô sẽ thay đó là 1/2 BC tất cả bình phương cộng với AC bình phương. Chúng ta chú ý rằng là A nhân B tất cả bình phương chính là bằng A bình phương nhân với B bình phương. Do đó 1/2 BC bình phương chính là bằng 1/2 bình phương nhân với BC bình phương, tức là bằng 1/4 BC bình phương. Bằng 1/4 BC bình phương cộng với AC bình phương. Chúng ta chuyển 1/4 BC bình phương sang vế trái. Như vậy là BC bình phương trừ đi 1/4 BC bình phương chính là bằng AC bình phương. Trong đó BC bình phương trừ đi 1/4 BC bình phương chính là bằng 3/4 BC bình phương. Chú ý là độ dài BC và AC của chúng ta đều lớn hơn 0. Do đó từ hệ thức trên chúng ta rút ra đó là căn 3/2 BC bằng với AC. Hay nói cách khác đó là AC sẽ bằng căn 3/2 BC. Hay AC chính là bằng căn 3/2 BC. Sau khi biểu diễn được độ dày AC theo cạnh huyền là BC, chúng ta sẽ thiết lập tỉ số đó là AC trên AB. AC trên AB. AC của chúng ta là bằng căn 3/2 BC. AB. Theo trên thì chúng ta biết là AB là bằng 1/2 BC. Như vậy chia cho 1/2 BC, chúng ta sẽ được kết quả đó là bằng căn 3. Như vậy khi góc B của chúng ta bằng 60 độ thì chúng ta có tỉ số AC trên AB là bằng căn bậc 2 của 3. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau xét đến tỉ số cạnh đối trên cạnh kề của góc alpha trong một tam giác vuông. Thì ngoài tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề, chúng ta sẽ còn xét tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối và cạnh huyền, cạnh kề và cạnh huyền của một góc nhọn trong tam giác vuông. Các tỉ số này chỉ thay đổi khi độ lớn của góc nhọn đang xét của chúng ta là thay đổi, và chúng sẽ được gọi chung đó là tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Từ đây chúng ta sẽ có định nghĩa về tỉ số lượng giác của góc nhọn như sau. Cho góc nhọn alpha, vẽ một tam giác vuông có góc nhọn là alpha. Khi đó, tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền thì được gọi là sin của góc alpha. Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là cosin của góc alpha. Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tan của alpha. Và tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là cotan alpha. Từ đây, chúng ta sẽ rút ra như sau. Chúng ta xét góc alpha, đây là cạnh đối, đây là cạnh kề và đây là cạnh huyền. Khi đó chúng ta sẽ có sin alpha là bằng cạnh đối trên cạnh huyền, cos alpha sẽ bằng cạnh kề trên cạnh huyền, tỉ số tan alpha sẽ bằng cạnh đối trên cạnh kề và cotan alpha sẽ bằng cạnh kề trên cạnh đối. Chúng ta biết rằng trong một tam giác vuông thì cạnh huyền sẽ là cạnh có độ dài lớn nhất. Do đó từ trên chúng ta sẽ suy ra cạnh đối sẽ nhỏ hơn cạnh huyền. Cạnh đối nhỏ hơn cạnh huyền. Vậy thì khi lập tỉ số cạnh đối trên cạnh huyền sẽ nhỏ hơn 1. Như vậy chúng ta sẽ rút ra đó là sin alpha sẽ nhỏ hơn 1. Tương tự đối với cos alpha thì chúng ta có cạnh kề luôn luôn nhỏ hơn cạnh huyền. Do đó tỉ số cạnh kề trên cạnh huyền sẽ là một số nhỏ hơn 1. Từ đây chúng ta rút ra đó là cos alpha sẽ là một số nhỏ hơn 1. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào hỏi chấm 2. Hỏi chấm 2 đó là cho tam giác ABC vuông tại điểm A, trong đó có góc C là bằng góc beta, yêu cầu viết các tỉ số lượng giác của góc beta. Góc beta chính là bằng góc C. Để viết được tỉ số lượng giác của các góc beta thì chúng ta cần nhớ đó là sin alpha thì bằng cạnh đối trên cạnh huyền. Trong trường hợp này, khi xét góc beta thì cạnh AC sẽ đóng vai trò đó là cạnh kề. Cạnh AB đóng vai trò là cạnh đối và cạnh BC của chúng ta đóng vai trò là cạnh huyền. Muốn viết được đúng tỉ số lượng giác của một góc nhọn thì chúng ta cần phải phân biệt kỹ đâu là cạnh đối, đâu là cạnh kề và đâu là cạnh huyền. Sau khi xác định được các cạnh đối, cạnh kề và cạnh huyền, chúng ta sẽ cùng nhau viết các tỉ số lượng giác của góc beta. Thứ nhất đó là sin beta. Chúng ta biết sin beta là bằng cạnh đối trên cạnh huyền. Như vậy trong trường hợp này sẽ là bằng AB trên BC. AB trên BC. Thứ hai đó là cos beta. Cos của beta sẽ bằng cạnh kề trên cạnh huyền, tức là bằng AC trên BC. Trên BC. Thứ ba đó là tan của alpha. Tan của góc beta. Tan của góc beta bằng cạnh đối trên cạnh kề, tức là bằng AB trên AC. Và cuối cùng đó là cotan beta. Cotan beta. Cotan beta sẽ bằng cạnh kề trên cạnh đối, tức là bằng AC trên AB. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ví dụ 1. Ví dụ 1 đó chính là hình vẽ 15, trong đó độ dài AB là bằng A, AC là bằng A, BC chúng ta có độ dài là bằng A căn 2. Trong đó góc ABC có số đo là bằng 45 độ. Khi đó chúng ta tính được sin 45 độ chính là sin của góc B. Sin của góc B. Chú ý AB, khi xét đến góc B thì cạnh AB đóng vai trò đó là cạnh kề. Cạnh kề. Cạnh AC đóng vai trò là cạnh đối. Cạnh đối. Và cạnh BC đóng vai trò là cạnh huyền. Khi xét sin của B sẽ bằng cạnh đối trên cạnh huyền, tức là bằng AC trên BC. Trong đó độ dài AC là bằng A, độ dài BC là bằng A căn 2. Chúng ta rút gọn sẽ là bằng 1 trên căn bậc 2 của 2. Sau đó chúng ta chụp căn thức ở mẫu, do đó sẽ bằng căn bậc 2 của 2 trên 2. Thứ hai đó là cos của 45 độ chính là cos của góc B. Cos của góc B sẽ là bằng cạnh kề trên cạnh huyền, tức là bằng AB trên BC. Tương tự chúng ta cũng sẽ bằng A trên A căn 2 và bằng căn 2 trên 2.
Thứ ba đó là tang 45 độ, tức là tang của góc B là bằng cạnh đối trên cạnh kề. Trong đó cạnh đối AC của chúng ta có độ dài là bằng A, cạnh kề AB có độ dài là bằng A. Do đó tang của 45 độ sẽ là bằng 1. Và cuối cùng cotang 45 độ. Cotang 45 độ chính là cotang của góc B. Chúng ta nhớ rằng cotang thì là bằng kề trên cạnh đối, tức là bằng AB trên AC. Trong đó độ dài AB là bằng A, độ dài AC là bằng A. Do đó cotang 45 độ cũng bằng 1. Chuyển sang ví dụ 2, đó là hình 16. Hình 16 chúng ta xét góc B. Khi xét đến góc B, vậy thì cạnh AB sẽ đóng vai trò đó là cạnh kề. Và cạnh AC đóng vai trò là cạnh đối. Cạnh BC sẽ là cạnh huyền. Chúng ta sẽ có sin của 60 độ. Sin của 60 độ chính là sin của góc B sẽ bằng cạnh đối trên cạnh huyền. Cạnh đối là AC, cạnh huyền là BC. Theo giả thiết thì AC là bằng A căn 3 và BC là bằng 2A. Chúng ta rút gọn cả tử và mẫu cho A, do đó sẽ bằng căn 3 trên 2. Thứ hai đó là cos 60 độ, chính là cos B. Cos B sẽ là bằng cạnh kề trên cạnh huyền, tức là bằng AB trên BC và bằng A trên 2A. Chúng ta rút gọn cả tử và mẫu cho A, do đó sẽ được là bằng 1/2. Thứ ba đó là tang 60 độ, tức là tang của góc B. Chúng ta nhớ đến tang của một góc thì chính là bằng cạnh đối trên cạnh kề. Trong trường hợp này chính là bằng AC trên AB. Trong đó độ dài AC là bằng A căn bậc 2 của 3. Độ dài AB là bằng A. Chúng ta rút gọn cả tử và mẫu cho A, do đó tang của 60 độ chính là bằng căn bậc 2 của 3. Cuối cùng đó là cotang 60 độ, chính là cotang của góc B. Cotang của góc B sẽ là bằng cạnh kề trên cạnh đối, tức là bằng AB trên AC. Trong đó độ dài AB là bằng A, độ dài AC là bằng A căn bậc 2 của 3. Chúng ta rút gọn chia cả tử và mẫu cho A, do đó sẽ bằng 1 trên căn bậc 2 của 3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn thì chúng ta sẽ được căn 3 trên 3. Như vậy nếu chúng ta cho góc nhọn alpha thì chúng ta sẽ tính được các tỉ số lượng giác của góc đó. Và ngược lại cho một trong các tỉ số lượng giác của góc alpha thì chúng ta có thể dựng được góc đó. Cụ thể chúng ta sẽ vào ví dụ 3. Ví dụ 3 yêu cầu dựng góc nhọn alpha, biết rằng tang của góc alpha là bằng 2/3. Chúng ta nhớ đến tang của alpha là bằng 2/3, tức là tỉ số cạnh đối trên cạnh kề sẽ bằng 2/3. Để dựng được góc alpha thì trước tiên chúng ta sẽ dựng góc vuông, đó là góc vuông XOY, và lấy một đoạn thẳng nằm đơn vị. Trên tia OX cô lấy điểm A sao cho độ dài OA là bằng 2. Trên tia OY chúng ta lấy điểm B sao cho độ dài OB là bằng 3. Khi đó chúng ta sẽ chứng minh góc OBA, đây chính là góc này, chính là góc alpha cần dựng. Thì chúng ta nhớ rằng đối với góc alpha thì OA đóng vai trò là cạnh đối, cạnh OB đóng vai trò là cạnh kề. Do đó tang của góc alpha chính là tang của góc OBA bằng cạnh đối trên cạnh kề, tức là bằng OA trên OB. Trong đó OA là bằng 2 và OB là bằng 3. Hình 18 của chúng ta sẽ minh họa cách dựng góc nhọn beta khi biết sin của góc beta là bằng 0/5. Từ đây chúng ta sẽ chuyển sang hỏi chấm 3. Hỏi chấm 3 yêu cầu chúng ta hãy nêu cách dựng góc nhọn beta theo hình 18 và chứng minh cách dựng đó là đúng. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau đi dựng góc vuông, đó là góc XOY. Chúng ta dựng góc vuông XOY. Dựng góc vuông XOY. Sau đó lấy một đoạn thẳng nằm đơn vị. Nằm đơn vị. Trên tia OY chúng ta lấy điểm M sao cho OM bằng 1. Trên tia OY lấy điểm M
sao cho độ dài OM đó là bằng 1. Sau đó chúng ta sẽ dựng đó là đường tròn tâm M với bán kính là MN là bằng 2. Đường tròn này sẽ cắt tia OX của chúng ta tại một điểm gọi là điểm N. Dựng đường tròn tâm M. Dựng đường tròn tâm M. Bán kính R là bằng 2. Bán kính là 2. Đường tròn này sẽ cắt tia OX tại điểm N. Đường tròn này cắt tia OX tại điểm N. Vì điểm N nằm trên đường tròn tâm M với bán kính là 2, vậy thì độ dài MN khi đó sẽ đúng bằng bán kính R, tức là bằng 2. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh góc ONM chính là góc beta cần dựng. Khi đó ta có góc beta. Góc beta chính là góc MNO cần dựng. Chúng ta sẽ chứng minh như sau. Chứng minh. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh sin của beta là bằng 1. Thì chúng ta thấy rằng sin của beta chính là bằng sin của góc ONM. Sin của góc ONM. Mà chúng ta nhớ rằng sin của một góc là bằng cạnh đối trên cạnh huyền. Do đó sin của góc ONM chính là bằng cạnh đối OM trên cạnh huyền là MN. Mà chúng ta biết độ dài của OM thì chính là bằng 1. Và theo cách dựng thì độ dài MN là bằng 2. 1 chia 2 chính là 0,5. Chúng ta có điều phải chứng minh. Như vậy cách dựng trên của chúng ta là đúng. Từ đây chúng ta cần có một chú ý đặc biệt như sau. Với hai góc nhọn alpha và beta, trong đó có sin alpha bằng sin beta, hoặc cos alpha bằng cos beta, hoặc tan alpha bằng tan beta, hoặc cotan alpha bằng cotan beta, thì góc alpha và góc beta của chúng ta sẽ bằng nhau, vì chúng sẽ là hai góc nhọn tương ứng của hai tam giác vuông đồng dạng. Chúng ta biết đó là trong một tam giác vuông thì tổng số đo của hai góc nhọn là bằng 90 độ, tức là hai góc đó gọi là hai góc phụ nhau. Vậy thì tỉ số lượng giác của hai góc nhọn có mối liên hệ gì với nhau hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Chúng ta cùng vào hỏi chấm 4. Hỏi chấm 4 đó là cho hình 19, hãy cho biết tổng số đo của hai góc alpha và góc beta, lập các tỉ số lượng giác của góc alpha và góc beta. Trong các tỉ số này, hãy viết các cặp tỉ số bằng nhau. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi tính từng tổng số đo của góc alpha và góc beta, tức là tính số đo của góc B cộng với góc C. Vì tam giác ABC vuông tại A, vuông tại điểm A, nên chúng ta sẽ có góc B cộng với góc C là bằng 90 độ. Điều này được suy ra đó là trong một tam giác thì tổng số đo của ba góc là bằng 180 độ, trong đó số đo của góc A là bằng 90 độ. Vậy thì tổng số đo hai góc còn lại sẽ bằng 90 độ. Trong đó góc beta của chúng ta chính là góc alpha và góc C chính là góc beta. Như vậy alpha cộng beta là bằng 90 độ. Sau khi tính tổng số đo của hai góc, chúng ta sẽ cùng nhau lập các tỉ số lượng giác của hai góc alpha và beta. Thứ nhất, đó là tỉ số lượng giác của góc alpha. Tỉ số lượng giác của góc alpha. Chú ý đối với góc alpha thì cạnh AB sẽ được gọi là cạnh kề, cạnh AC sẽ được gọi là cạnh đối và BC vẫn được gọi là cạnh huyền. Nhưng khi xét đến góc beta thì cạnh AC lại được gọi là cạnh kề, cạnh AB được gọi là cạnh đối, cạnh BC vẫn được gọi là cạnh huyền. Thứ nhất, chúng ta xét sin alpha. Sin của alpha chính là bằng đối trên huyền. Trong trường hợp này, cạnh đối chính là AC, cạnh huyền của chúng ta là BC. Cos alpha là bằng kề trên huyền, tức là bằng AB trên BC. Tan của góc alpha bằng cạnh đối trên cạnh kề, tức là bằng AC trên AB. Và cuối cùng đó là cotan alpha. Cotan alpha sẽ bằng cạnh kề trên cạnh đối, tức là bằng AB trên AC.
Tiếp theo, chúng ta tính tỉ số lượng giác của góc beta. Tỉ số lượng giác của góc beta. Đối với góc beta thì cạnh kề là cạnh AB, cạnh AC, cạnh đối là cạnh AB. Do đó sin của góc beta bằng cạnh đối trên cạnh huyền, tức là bằng AB trên BC. Cos của góc beta là bằng cạnh kề trên cạnh huyền, tức là bằng AC trên BC. Tiếp theo đó là tan của góc beta bằng cạnh đối trên cạnh kề, tức là bằng AB trên AC. Và cuối cùng đó là cotang beta bằng cạnh kề trên cạnh đối, tức là AC trên AB. Như vậy là chúng ta đã viết xong tỉ số lượng giác của hai góc nhọn alpha và beta. Đề bài yêu cầu tiếp, trong các tỉ số này hãy cho biết các cặp tỉ số bằng nhau. Từ trên thì chúng ta nhận thấy sin của alpha chính là bằng cos beta vì cùng bằng AC trên BC. Cos alpha bằng sin beta cùng bằng AB trên BC. Tan alpha sẽ bằng cotang beta vì cùng bằng AC trên AB. Và cotang alpha sẽ bằng tan beta vì bằng AB trên AC. Vậy chúng ta suy ra, thứ nhất đó là sin alpha sẽ bằng cos beta vì bằng AC trên BC. Thứ hai đó là cos alpha sẽ bằng sin của beta vì bằng AB trên BC. Thứ ba đó là tan của góc alpha. Tan của góc alpha sẽ bằng cotang của góc beta vì cùng bằng AC trên AB. Và cuối cùng, cotang alpha sẽ bằng tan của góc beta vì bằng AB trên AC. Như vậy chúng ta nhận thấy đó là khi hai góc alpha và beta là hai góc phụ nhau, tức là tổng hai góc có số đo bằng 90 độ, thì sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cotang góc kia. Từ đó chúng ta dẫn đến định lý như sau. Với hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng cosin góc kia, tan góc này bằng cotang góc kia. Ở ví dụ 1 thì chúng ta đã thấy đó là sin của góc 45 độ chính là bằng căn 2 trên 2. Mà 45 độ và 45 độ là hai góc phụ nhau. Do đó từ sin 45 độ bằng căn 2 trên 2, chúng ta rút ra cos 45 độ cũng bằng căn 2 trên 2. Tương tự tan 45 độ sẽ bằng cotang 45 độ và bằng 1. Từ ví dụ 5 và ví dụ 6 thì chúng ta rút ra bảng tỉ số lượng giác của hai góc đặc biệt. Của các góc đặc biệt đó là các góc 30 độ, 45 độ và 60 độ. Ở ví dụ 7 thì chúng ta cho hình 20, yêu cầu tính cạnh y. Đối với góc 30 độ thì cạnh y đóng vai trò đó là cạnh kề. Cạnh có độ dài là 17, đóng vai trò là cạnh huyền. Đóng vai trò là độ dài cạnh huyền. Thì có một tỉ số điện giác liên quan đến cạnh kề trên cạnh huyền, đó chính là cos. Như vậy cos 30 độ của chúng ta sẽ là bằng y chia cho 17. Từ đây chúng ta rút ra y chính là bằng 17 nhân với cos 30 độ. Chúng ta sử dụng bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt thì cos của 30 độ chính là bằng căn 3 trên 2. Do đó y của chúng ta sẽ bằng 17 nhân với căn 3 trên 2 và xấp xỉ đó là 14,7 độ. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần bài tập. Bài 10 yêu cầu vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn là bằng 34 độ, sau đó viết các tỉ số lượng giác của góc 34 độ. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi dựng góc XAI là góc vuông, tức là góc có số đo bằng 90 độ. Trên tia X, cô sẽ lấy một điểm C bất kỳ, sau đó chúng ta sẽ sử dụng compa, thước đo độ, để cùng nhau dựng góc ACT, sao cho số đo của góc ACT là bằng 34 độ. Khi đó tia CT sẽ cắt tia AI tại một điểm và đó chính là điểm B. Khi đó tam giác ABC của chúng ta là tam giác vuông có góc C bằng 34 độ. Như vậy cô sẽ trình bày cách vẽ tam giác như sau. Cách vẽ dựng góc XAI bằng 90 độ. Dựng góc XAI bằng 90 độ. Lấy điểm C bất kỳ trên tia AX. Trên tia AI
trên tia AX. Sau đó sử dụng thước đo độ dựng góc ACT bằng 34 độ. Dùng thước đo độ dựng góc, chúng ta sẽ dựng góc ACT. ACT, góc này có số đo là bằng 34 độ. Tia CT sẽ cắt tia AI tại một điểm gọi là điểm B. Tia CT cắt tia AI tại B. Từ đó chúng ta suy ra tam giác ABC cần dựng. Tam giác ABC cần dựng. Sau khi dựng xong tam giác ABC, chúng ta sẽ cùng nhau đi tính các tỉ số lượng giác của góc 34 độ, hay chính là tỉ số lượng giác của góc C. Viết các tỉ số lượng giác của góc 34 độ. Viết các tỉ số lượng giác của góc 34 độ. Thì chúng ta cần chú ý rằng đối với góc C là bằng 34 độ thì cạnh AB khi đó sẽ đóng vai trò đó là cạnh đối. Cạnh AC sẽ đóng vai trò là cạnh kề. Và cạnh BC của chúng ta chính là cạnh huyền. Trước tiên đó là sin 34 độ. Sin 34 độ thì chính là sin của góc C. Sin của C là bằng cạnh đối trên cạnh huyền, tức là bằng AB trên cạnh huyền BC. Thứ hai đó là cos 34 độ. Cos 34 độ sẽ bằng cos của góc C bằng cạnh kề trên cạnh huyền, tức là bằng AC trên BC. Tan của góc 34 độ chính là bằng tan của góc C. Tan của góc C sẽ là bằng cạnh đối trên cạnh kề, tức là bằng AB trên AC. Tỉ số lượng giác cuối cùng đó chính là cotang của 34 độ, tức là cotang của góc C. Cotang của góc C là bằng cạnh kề trên cạnh huyền, cạnh kề trên cạnh đối, tức là bằng AC trên AB. Như vậy, chúng ta cần chú ý rằng để viết được các tỉ số lượng giác của một góc nhọn đã cho, chúng ta phải xác định được rõ đâu là cạnh đối, đâu là cạnh kề và đâu là cạnh huyền. Chuyển sang bài 11. Bài 11 cho tam giác ABC vuông tại điểm C, trong đó độ dài AC bằng 0,9 m, BC bằng 1,2 m, yêu cầu tính các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra tỉ số lượng giác của góc A. Bài 11. Để viết được tỉ số lượng giác của một góc nhọn thì chúng ta cần phải biết độ dài của cạnh đối, cạnh kề và cạnh huyền. Trong bài này thì chúng ta đã biết AC và BC, nhưng cạnh huyền BC chúng ta vẫn chưa biết. Do đó, bước đầu tiên chúng ta cùng nhau đi tính độ dài cạnh AB bằng cách sử dụng áp dụng định lý Pythagore và tam giác vuông ABC. Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác ABC. Cạnh huyền của chúng ta đó là AB. Như vậy AB bình phương sẽ là bằng BC bình phương cộng với AC bình phương. Chúng ta sẽ cùng nhau đi thay số. BC của chúng ta là bằng 1,2m và AC bằng 0,9m. Chúng ta sẽ tính ra được đó là bằng 2,25. Do đó AB sẽ là bằng căn bậc 2 của 2,25 và bằng 1,5m. Để tính được các tỉ số lượng giác của góc B, khi đó cạnh AC sẽ đóng vai trò là cạnh đối, cạnh BC là cạnh kề và cạnh AB là cạnh huyền. Chúng ta cùng nhau đi tính tỉ số lượng giác của góc B. Tỉ số lượng giác của góc B. Thứ nhất đó là sin B. Sin của B thì là bằng cạnh đối trên cạnh huyền, tức là bằng AC trên BC trên AB. Trong đó độ dài AC của chúng ta là bằng 0,9, độ dài cạnh huyền AB là bằng 1,5. Chúng ta rút gọn thì sẽ là bằng 3/5.
Thứ hai đó là cốt B. Cốt B là bằng cạnh kề trên cạnh huyền, tức là bằng BC trên cạnh huyền AB. Trong đó độ dài BC là bằng 1,2, cạnh huyền AB là bằng 1,5. 1,2 trên 1,5 chúng ta sẽ rút gọn ra bằng 4/5. Tỉ số lượng giác thứ ba của góc B đó là tang B. Tang B sẽ bằng cạnh đối trên cạnh kề, tức là bằng AC trên BC. Trong đó độ dài AC là bằng 0,9, độ dài BC là bằng 1,2, bằng 3/4. Và cuối cùng đó là cotang của góc B. Cotang của góc B sẽ là bằng cạnh kề trên cạnh đối. Trong đó cạnh kề của chúng ta là BC, cạnh đối của chúng ta là AC, bằng 1,2 trên 0,9 và bằng 4/3. Để tính được tỷ số lượng giác của góc alpha thì chúng ta cần chú ý rằng góc A và góc B là góc hai góc phụ nhau, tức là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ. Do đó chúng ta sẽ sử dụng tính chất sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cotan góc kia. Vì góc A và góc B là hai góc phụ nhau. Nên chúng ta sẽ có thứ nhất đó là sin A. Sin góc A sẽ bằng cos của góc B. Và theo trên chúng ta đã tính ra được cos của góc B chính là bằng 4/5. Thứ hai đó là cos của góc A. Cos của góc A sẽ bằng sin của góc B, tức là bằng 3/5. Thứ ba đó là tan của góc A. Tan của góc A sẽ bằng cotan của góc kia, tức là cotan của góc B, và bằng 4/3. Cuối cùng đó là cotan của góc A. Cotan của góc A sẽ là bằng tan của góc B. Theo trên chúng ta tính ra được tan của góc B là bằng 3/4. Chuyển sang bài 12, yêu cầu hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhọn nhỏ hơn 45 độ. Thì chúng ta cần chú ý đến tính chất tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau. Với hai góc alpha và beta thỏa mãn, hai góc này là hai góc phụ nhau, tức là tổng số đo của hai góc này bằng 90 độ. Chúng ta sẽ có sin góc này bằng cos góc kia, tức là sin của alpha sẽ bằng cos beta, hay cos của alpha chính là bằng sin của beta. Tan góc này sẽ bằng cotan của góc kia, tức là tan của góc alpha sẽ bằng cotan của góc beta. Và ngược lại, cotan của góc alpha chính là bằng tan của góc beta. Dựa vào đây, chúng ta sẽ cùng nhau đi làm bài 12 như sau. Lời giải, trước tiên là sin của 60 độ thì chúng ta cần xác định được một góc phụ với góc 60 độ, chính là góc 90 độ trừ đi 60 độ, tức là bằng 30 độ. Vì 60 độ cộng với 30 độ là bằng 90 độ. Nên sin của góc này, tức là sin của 60 độ, sẽ bằng cos của góc kia, tức là cos của 30 độ. Thứ hai đó là cos của 75 độ. Chúng ta xác định góc phụ với 75 độ thì chính là bằng 90 độ trừ đi 75 độ, tức là bằng 15 độ. Vì 75 độ cộng với 15 độ là bằng 95 độ. Bằng 90 độ nên chúng ta sẽ có cos của góc này, tức là cos của 75 độ, sẽ bằng sin của góc kia, tức là bằng sin của góc 15 độ. Tiếp theo đó là sin của 52 độ 30 phút thì chúng ta cần xác định góc phụ với góc 52 độ 30 phút. Để xác định được góc phụ với góc 52 độ 30 phút, chúng ta sẽ lấy 90 độ trừ đi góc 52 độ 30 phút thì sẽ ra kết quả đó là bằng 17 độ 30 phút. Bằng 37 độ 30 phút. Như vậy, vì 52 độ 30 phút cộng với 37 độ 30 phút chính là bằng 90 độ. Nên chúng ta sẽ có đó là sin góc này bằng cos góc kia, tức là sin của góc 52 độ 30 phút sẽ bằng cos của góc kia, đó là cos của góc 37 độ 30 phút. Thứ tư đó là cotan của 82 độ. Cotan của 82 độ, chúng ta xác định góc phụ với góc 82 độ thì chính là bằng góc 90 độ trừ đi 82 độ,
và bằng 8 độ. Như vậy vì 82 độ cộng với 8 độ lại bằng 90 độ. Nên chúng ta sẽ có cotang của góc này, tức là cotang của 82 độ chính là bằng tang của góc kia, tức là tang của 8 độ. Cuối cùng đó là tang của 80 độ. Tang của 80 độ. Góc phụ với góc 80 độ chính là góc 10 độ. Vì 80 độ cộng với 10 độ là bằng 90 độ. Nên chúng ta sẽ có tang của góc 80 độ sẽ bằng cotang của góc kia, tức là bằng cotang của góc 10 độ. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.